Kênh bán nhà quận 7 chính chủ. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm số 7 Đặng Ngự Lâm nha cô chú anh chị. Nhà mình ở hẻm số 7 Đặng Ngự Lâm, thị trấn Nhà Bè nha, Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích là ngang 3, dài 14m. Nhà một trệt một lửng, 2 lầu. Nhà mình có 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Nhà mình thì cách hẻm xa hơi nó khoảng chừng 30-40m nha. Nhà hẻm trước nhà được 3m, rất là rộng rãi. Trong nhà mình còn một cái sân nữa nha cô chú anh chị. Nhà mình hướng Tây nha. Đó, cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 nha cô chú anh chị. Bất động sản bán nhà quận 7 luôn luôn có những sản phẩm mới để cho cô chú anh chị mình xem và lựa chọn nha cô chú anh chị nha. Đây, ngoài đó là đường Đặng Ngự Lâm đó nha cô chú anh chị. Ở đây ra ngoài chừng 30m rồi. Hẻm trước nhà mình được 3m. Nhà hẻm không ngập nước nha cô chú anh chị. Đây, nhà mình đây. Đó, trệt lửng 2 lầu sân thượng. Nhà trước còn cái sân. Đó là hẻm thông qua 1979 được luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình xây lệch tầng nha cho cô chú anh chị. Trệt lửng 2 lầu, mình xây lệch tầng nha. Nhà mình đã Đặng Ngự Lâm nha. Đó, khu dân cư hiện hữu, hẻm không ngập nước, an yên tĩnh luôn nha. Nhà mình cách hẻm xa hơi nó khoảng chừng 30-40m thôi. Đó, đây trước trong nhà mình còn cái sân. Sân thì nó cũng khá rộng rãi. Nhà mình nhà mới, mua về là chỉ có ở luôn nha cô chú anh chị. À, nhà mua bán thì chủ nhà tặng nội thất nha. Ngang 3 dài 14m, nhà một lửng, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh nha cô chú anh chị. Nhà mình rất đẹp. À, đưa cô chú anh chị ra sao để xem không gian bếp sau nhà mình. Giá gì? 3.4 triệu. Đây là không gian bếp của nhà mình ở sau đây. Không gian bếp thì chủ nhà cũng đã trang bị sẵn cho mình là kệ bếp rồi đá hoa cương sẵn hết cho cô chú anh chị. Nhà mình ở rất là tiện lợi nha. Tủ bếp thì tủ gỗ nha cô chú anh chị, tủ gỗ dưới thì đá hoa cương. Nhà mình ở hẻm số 7 Đặng Ngự Lâm, thị trấn Nhà Bè đây cô chú anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 3, dài 14m. Nhà một trệt, một lửng, 2 lầu, 3 phòng ngủ. Chủ nhà muốn bán giá là 3.450 tỷ. 3.450 tỷ thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà mình xây lệch tầng rất đẹp nha cô chú anh chị. Rất là sang trọng luôn. Đây mình đưa cô chú anh chị đi lên trên lầu nha. Cô chú anh chị mình đi xem nhà liên hệ cho em qua số điện thoại 0913 781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua để xem nhà nha. Đó, mình lên tầng lửng thì ở đây mình có thể mình để cái sofa đây nha cô chú anh chị. Mình để cái sofa đây rất là rộng rãi, rất đẹp đẽ nha. Đó, đây là cái tầng lửng nhà mình, rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Nhà mình thì hẻm trước nhà được 3m. Đó, đưa ra sau cô chú anh chị xem phòng sau nhà mình. Đó, nhà mình thì có cái cửa kính này để làm cho nó đỡ sáng ra cái phòng nha cô chú anh chị. Nhà mình thì diện tích là ngang 3, dài 14m. Nhà một trệt một lửng, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh nha cô chú anh chị. Nhà mình xây lệch tầng rất là đẹp. Đó, nhà vệ sinh mình nằm đây. Mua bán chủ nhà tặng máy lạnh rồi luôn nha cô chú anh chị. Nói chung là có đồ là chủ nhà tặng hết. Phòng lầu 2 nhà mình có cửa sổ nha cô chú anh chị. Cửa sổ mình mở ra rất thoáng nha cô chú anh chị.
Đây, mình lên phòng trước của nhà mình là ba phòng ngủ. Nhà mình hướng tây ra cho chú anh chị. Nhà mình có diện tích là nhà mình ở Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà mình hẻm số 7 đặng 15. Nhà mình có diện tích là ngang 3. Đó, cái ban công của lầu của mình đây. Đó, khu dân cư nhà mình là khu dân cư hiện hữu đây. Đó. Nhà mình cách hẻm xa hơi nó khoảng chừng 3 40 mét nha cô chú anh chị. Nhà mình thông ra 1979 được luôn nha cô chú anh chị. Hướng tây nha. Em cũng xin nhắc lại với cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm số 7 Đặng Ngự Lâm, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích ngang 3, dài 14 m. Nhà một trệt một lửng, 2 lầu, 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Đó, đây là lên trên trên sân thượng nhà mình, trên sân thượng nhà mình ở đây nó còn một cái phòng nữa. Tính ra là nhà mình tới 4 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Tính ra nhà mình 4 phòng ngủ luôn đó. Nhà mình có sân thượng trước sau luôn nha. Tại đến đây cái là chỗ này nhà mình là đó. Đây là sân thượng sau nhà mình. Đó, khu dân cư hiện hữu bên đó là mình đi thông ra 1979 nha cô chú anh chị. Đó. Nhà mình hướng tây nha cô chú anh chị. Đó, đây cái phòng là phòng ngủ cho mình nè. Đó, nhà mình tính ra 4 phòng ngủ nha cô chú anh chị. 4 phòng ngủ. Đây là cái sân thượng trước nhà mình phơi đồ đây, mình trồng cây đồ đây rất là thoáng nha cô chú anh chị. Đó. Đó. Khu dân cư hiện hữu. Nhà mình sân thượng rất rộng lớn luôn. Đó, ngoài đó là đặng Ngự Lâm, cách đó 30 m 40 m tới. Em trước nhà được 3 m. Đó. Em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm số 7 đặng Ngự Lâm, Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà mình có diện tích ngang 3, dài 14 m. Nhà một trệt hai, một trệt một lửng, 2 lầu sân thượng. Chủ nhà muốn bán cái giá là 3 tỷ 4, 3 tỷ 4 50 thương lượng chính chủ cho cô chú anh chị. 3 tỷ 4 50 thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà cứ alo cho Phương, Phương sẵn sàng để đưa cô chú anh chị qua để xem nhà nha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều trong thời gian qua nha.